Hi everyone, welcome back. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của thầy An. Our today lesson is review Unit 4, Community Services, Student Book Island Smallway, Grade 7, right? In this lesson, you will review how to plan charity events. And the second one, you will review Community Services. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái cách để mà lên kế hoạch cho các sự kiện từ thiện. Thứ hai nữa là cùng nhau ôn lại các dịch vụ công cộng, right? Các dịch vụ cộng đồng, alright? Of course, first thing first, we are going to review some new words. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một số từ vựng của bài ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng nhau ôn lại một số từ vựng của bài học ngày hôm nay. Craft là gì? Nghề thủ công. Clothing, quần áo nói chung. Hay là clothes là cũng là quần áo mình mặc á, okay. Cloth là gì? Cloth là vải, miếng vải, okay. Clothes là gì? Mặc quần áo, động từ, okay. Art là nghệ thuật. Jewelry, đồ nữ trang, alright. Earth Day là ngày trái đất. Parking lot, a car park là gì? Bãi đỗ xe. Sweater là gì? Áo lăn, số nhiều sẽ là sweaters. Alright, scarf là khăn choàng, khăn quàng, số nhiều sẽ là scarves. Alright, sock là tắc, số nhiều sẽ là socks. A pair of socks, một đôi tắc. Alright, bracelet là gì? Danh từ vòng tay. Ring là gì? Nhẫn. Alright, good job. Listening. Okay, the first one is listening. You will hear a boy talking to his friend about different kinds of community service. Listen and complete question 1 to 5. You hear the conversation twice. Trong phần này chúng ta sẽ nghe một bạn nam nói chuyện với một người bạn của cậu ấy về các loại dịch vụ cộng đồng khác nhau. Nghe và hoàn tất những câu hỏi từ 1 đến 5 bên dưới. Chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại 2 lần. Okay. The first thing first, let's read some sentences below. Đầu tiên là chúng ta sẽ đọc sơ qua những cái câu hỏi bên dưới, right? Tommy making a poster for it. Tom thì đang làm cái bảng tấm áp phích, làm cái poster để làm gì? A craft fair, cho cái hội chợ đồ thủ công, right? He wants to raise money for. Cậu ấy muốn gây quỹ để làm gì? Emma thinks they should organize. Emma nghĩ là họ nên tổ chức cái gì? Emma say they should. Emma nói rằng là họ nên làm cái gì? She says they should donate. Cô ấy nói rằng là họ nên quyên góp cái gì? Tom say he would like to donate. Và Tom nói rằng là cậu ấy thích quyên góp cái gì? Okay, now listen together. You will hear a boy talking to his friend about different kinds of community service. Listen and complete questions 1 to 5. You will hear the conversation twice. What are you doing, Tom? I'm making a poster. I think we need a charity event in our town. I think we should organize a craft fair so that we can raise some money and help the local poor children. Why? Because we can raise some money for poor children in our community. I agree. You know what else? I think we should organize a fun run. I think an event like that will be very popular. Yes, I agree. What else should we do to help our community? How about we plant trees? Good idea. What else should we do? We should donate clothes. I've got plenty of old clothes that I don't wear anymore. What would you like to donate, Tom? I'd like to donate my school books so children can learn at school. Now, listen again. What are you doing, Tom? I'm making a poster. I think we need a charity event in our town. I think we should organize a craft fair so that we can raise some money and help the local poor children. Why? Because we can raise some money for poor children in our community. I agree. You know what else? I think we should organize a fun run. I think an event like that will be very popular. Yes, I agree. What else should we do to help our community? How about we plant trees? Good idea. What else should we do? We should donate clothes. I've got plenty of old clothes that I don't wear anymore. What would you like to donate, Tom?
I'd like to donate my school books so children can learn at school. Okay, so Tommy making a poster for a craft fair, right? So you will hear, I'm making a poster. I think we need a charity event in our town. I think we should organize a craft fair, okay? A craft fair, right? He wants to raise money for it. For children? Now let's see. So that we can raise some money and help the local poor children. Right? So that we can raise some money and help the local poor children. So he wants to raise money for poor children. Now, number two, Emma thinks they should organize. Emma thinks they should organize a fun run. Now let's see. Emma, I agree. You know what else? I think we should organize a fun run. I think we should organize a fun run. So, number two is a fun run. And Emma thinks they should organize a fun run. Okay, number three, Emma say they should. They should plant trees. Okay, now let's see. Emma say, how about we plant trees? Tom, good idea. How about we plant trees? Tom, good idea. So, Emma say they should plant trees. Okay, number four, she says they should donate. Tom asks, what else should we do? Emma, we should donate clothes. Okay, we should donate clothes. I've got plenty of old clothes that I don't wear anymore. Right, so number four, she says they should donate clothes. Okay. And number five, Tom say he would like to donate school books, right? Tom say, I would like to donate my school books so children can learn at school. I would like to donate my school books so children can learn at school. So number five, school books. Okay, good job everyone. Now let's see the audio clip and listen again. Now, listen again. What are you doing, Tom? I'm making a poster. I think we need a charity event in our town. I think we should organize a craft fair so that we can raise some money and help the local poor children. Why? Because we can raise some money for poor children in our community. I agree. You know what else? I think we should organize a fun run. I think an event like that will be very popular. Yes, I agree. What else should we do to help our community? How about we plant trees? Good idea. What else should we do? We should donate clothes. I've got plenty of old clothes that I don't wear anymore. What would you like to donate, Tom? I'd like to donate my school books so children can learn at school. Okay, so Emma, what are you doing, Tom? Bạn đang làm gì thế, Tom? Tom, I'm making a poster. I think we need a charity event in our town. I think we should organize a craft fair so that we can raise some money and help the local poor children. Mình đang làm một cái tấm affix. Mình nghĩ là chúng ta cần một cái sự kiện hội từ thiện trong thị trấn của chúng ta. Mình nghĩ là chúng ta nên tổ chức một cái hội chợ đồ thủ công để chúng ta có thể gây quỹ và giúp trẻ em nghèo địa phương. Alright. Emma, why? Tại sao cơ? Tom, because we can raise some money for poor children in our community. Bởi vì là chúng ta có thể gây quỹ cho trẻ em nghèo ở cộng đồng của chúng ta. Emma, I agree. You know what else? I think we should organize a fun run. I think an event like that will be very popular. Bạn Emma có nói gì? Mình đồng ý. Bạn biết làm cái gì khác nữa không? Mình nghĩ là chúng ta nên tổ chức một cái cuộc chạy gây quỹ. Mình nghĩ cái sự kiện như thế sẽ rất là phổ biến. Tom, yes, I agree. What else should we do to help our community? Mình đồng ý. Thế còn cái gì khác mà chúng ta nên giúp đỡ cộng đồng của chúng ta nữa không? Emma, how about we plant trees? Thế còn trồng cây thì sao? Tom, good idea. What else should we do? Đó là ý kiến hay đó. Thế chúng ta
Thế chúng ta nên làm cái gì khác nữa không? Emma, we should donate clothes. I've got plenty of old clothes that I don't wear anymore. What would you like to donate, Tom? Ok, mình quyên góp quần áo. Mình có nhiều quần áo cũ mà mình không mặc nữa. Thế còn bạn thì sao Tom? Bạn muốn quyên góp cái gì? Tom, I would like to donate my school books so children can learn at school. Mình muốn quyên góp sách học ở trường để học sinh có thể học ở trường. Ok, good job everyone. Now let's move on to the next part. Now the second part is reading. Look and read to the correct answer. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần reading, phần đọc, nhìn và đọc và trả lời những câu hỏi. Nhìn và đọc và chọn ra câu trả lời đúng A, B, O, C. Ok. Nhìn và đọc, chọn câu trả lời đúng A, B, O, C. Right? Now, for example. Craft fair. Clothing, arts, jewelry. Saturday, July 20, 12 p.m. to 8 p.m. Craft fair là một cái hội chợ đồ thủ công, right? Có gì? Clothing, quần áo, art, nghệ thuật, jewelry, có trang sức. Saturday, July 20, from 12 p.m. to 8 p.m. Diễn ra vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 7, vào lúc 12 giờ đến 8 giờ. Vào lúc 12 giờ trưa đến 8 giờ tối. So, at the craft fair last 2 days. Hội chợ này diễn ra trong 2 ngày. No, just only one on Saturday, July 20. Diễn ra một ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 7. Right? So A is incorrect. Now see, you can visit the craft fair in the morning. Bạn có thể tham quan cái hội chợ đồ thủ công vào buổi sáng. No, in the afternoon. So it mentioned 12 p.m. to 8 p.m. Từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối như vậy là phải là buổi chiều. Ok. So C is incorrect. Now B, you can buy bracelets and rings here. Bạn có thể mua gì? Cái vòng tay hoặc nhẫn ở đây. Yes, because here had jewelry. Bởi vì đây có trưng bày gì? Đồ trang sức, jewelry. Như vậy bạn có thể mua vòng tay và nhẫn ở đây. So now B is the correct answer. Như vậy câu B là câu trả lời đúng. Ok. So the first one, number one, chúng ta sẽ đi vào bài đọc đầu tiên. Tree Planting Day. Celebrate Earth Day with us by signing up for the Tree Planting Day. Location, Maddie Hill Farm. Visit www.plantatree.com to sign up. This year, a Tree Planting Day, right? Celebrate Earth Day with us by signing up for the Tree Planting Day. Location, Maddie Hill Farm. Visit www.plantatree.com to sign up. So A, you don't need to sign up to take part in this event. Bạn không cần phải đăng ký để tham gia vào sự kiện này. Incorrect. So here to sign up. Visit this website to sign up. Trong bài có nói là hãy đăng ký bằng cách là vào cái trang web plantatree.com. So A is incorrect. B, you can sign up at Maddy Hill Farm. Bạn có thể đăng ký ở cái nông trại Hill. Nông trại Maddy Hill. No, it's don't mention. Trong bài không có đề cập. Người ta chỉ đề cập là địa điểm là ở Maddy Hill Farm. Và để đăng ký thì phải vào cái trang web của họ. Right? So B is incorrect. C, they organize this event to celebrate Earth Day. Họ tổ chức cái sự kiện này để tổ chức cái ngày trái đất. Is it true or false? Yes. So here, celebrate Earth Day by signing up for the Tree Planting Day. Okay. Đây là một cái sự kiện có tên là Tree Planting Day. Okay. Sự kiện này nhằm để làm gì? Celebrate Earth Day with us by signing up for the Tree Planting Day. Sự kiện này nhằm tổ chức ngày trái đất bằng cách là đăng ký vào cái sự kiện có tên là Tree Planting Day, địa điểm Maddy Hill Farm. Và để đăng ký thì sẽ vào cái website www.plantatree.com. So, number one, I think C is the correct answer. Okay, now let's check. Okay, C is the correct answer, right? Như vậy là họ tổ chức cái sự kiện này để tổ chức cái ngày trái đất.
Good job. Number two, charity. Now number two. Charity Car Wash, December 9th, 9 a.m. to 3 p.m. Location, Greenwood School parking lot. Small car, $10. Large car, $15. All donations support Greenwood Charity. Ok, here, charity car wash tức là một cái sự kiện rửa xe để gây quỹ từ thiện, đúng không? December 9th, from 9 a.m. to 3 p.m. Và cái sự kiện này diễn ra vào ngày 9 tháng 12 từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Location Greenwood, school parking lot. Và địa điểm diễn ra là ở bãi đỗ xe của trường Greenwood. Alright, small car $10, large car $15. Và cái tiền quyên góp ở đây đó là gì? Xe nhỏ thì sẽ là 10 đô, xe lớn sẽ là 15 đô. All donations support Greenwood Charity. Và tất cả các tiền quyên góp sẽ là, tất cả các tiền quyên góp thì sẽ cho cái hội từ thiện có tên là Greenwood. Right? So A, the car wash raises money for local poor children. Việc rửa xe gây quỹ cho các trẻ em nghèo ở địa phương. It doesn't mention. Trong bài không có đề cập gì việc gây quỹ cho những trẻ em nghèo ở địa phương, right? So A is incorrect. B, volunteer wash a big car for a fitting donation. Các tình nguyện viên rửa xe lớn với cái phí quyên góp là 15 đô. Yes. B is yes. B is correct, right? Now C, you can only visit the charity car wash in the morning. No, in the morning and in the afternoon. Bạn có thể đến cái, bạn có thể tham gia cái hội từ thiện rửa xe để gây quỹ chỉ vào buổi sáng. No, vào buổi chiều nữa nhé. From 9 a.m. to 3 p.m. Như vậy từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Như vậy là cả buổi sáng và buổi chiều trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 3 giờ. So C is incorrect. So now we choose letter B. So B is the correct answer. Okay, let's check. Good job. Now number 3. Soup kitchen volunteers needed. Just 2 hours of your time will make a difference. Choose your own time. Monday to Friday, 7 a.m. till 4 p.m. Call 202-555-0141 for more information. Ok, soup kitchen volunteers needed. Đây là một cái chương trình gì? Tình nguyện ở một cái bếp dành cho, ở một cái quán ăn dành cho người nghèo, right? Just 2 hours of your time will make a difference. Choose your own time. Chỉ cần 2 giờ, bạn chỉ dành ra 2 giờ để mà tạo ra sự khác biệt. Ok, bạn có thể sử dụng thời gian của bạn từ 2 giờ đến, bạn có thể chọn thời gian từ, bạn có thể chọn thời gian là từ thứ hai đến thứ sáu, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, 2 tiếng. Ok, có thể gọi đến cái số điện thoại này để tìm hiểu thêm thông tin. Ok, so A, the soup chicken needs volunteer for the weekend. Như vậy là cái quán ăn dành cho người nghèo cần tình nguyện viên vào cuối tuần. No, from Monday to Friday, from 7 a.m. till 4 p.m. Từ thứ hai đến thứ bảy, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Not for the weekend. So A is incorrect. Như vậy câu A là sai rồi ha. B, volunteer works for 2 hours every day. Tình nguyện viên làm việc 2 giờ mỗi ngày. No, just 2 hours of your time will make a difference. Chỉ cần 2 giờ. Ok, bạn chỉ dành ra 2 giờ. Ok, vậy có thể chọn thời gian từ thứ hai, và có thể chọn thời gian từ thứ hai đến thứ sáu, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và chọn ra 2 giờ trong những cái ngày này. Ok, so B is incorrect. C, you can choose when to volunteer from Monday to Friday. Bạn có thể chọn khi làm tình nguyện từ thứ hai đến thứ sáu. Ok, good job. So C is the correct answer. Good job everyone. Now let's move on to the next part. Now the next part is vocabulary, filling the blanks with the words from the box. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần từ vựng. Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với những từ trong khung. Ok, so here we have donate clothes là gì? Quyên góp quần áo. A bake sale, chương trình nướng bánh gây quỹ.
A car wash, chương trình rửa xe gây quỹ. Clean up park, dọn dẹp công viên. A craft fair, chương trình hội chợ. Đồ thủ công, raise money, gây quỹ. Plant trees, trồng cây. Right, right ở đây có nghĩa là có quyền. So look at the picture and tell me what is this, right? The first picture, they already give us plant trees. Ở bức tranh đầu tiên người ta đã cho sẵn chúng ta đó là gì? Plant trees, là trồng cây, right? So number two, look at that and tell me what this here. A craft fair. Right, we have brothers. We have jewelry there. So here, craft fair. Ở bức tranh số 2 đó là hội chợ đồ thủ công. Number 3, raise money. Donation, quyên góp tức là raise money, gây quỹ. And picture number 4, bake sale. Chương trình bán bánh nướng gây quỹ. Picture number 5, yes, car wash. Chương trình rửa xe gây quỹ. Alright. Picture number 6, clean up the parks. Clean up parks là gì? Dọn dẹp công viên. Picture number 7, donation. You see clothes. So donation, donate clothes. Donate clothes, quyên góp quần áo. And the last one, my life matters. Vấn đề cuộc sống của tôi. Như vậy ở đây đang nói về right. Right. Có quyền được gì đó. Alright. Good job. Wedding. So it's silent, right? It's silent. Now let's move on to the next part. The next part is grammar. I fill in the blanks with the past simple form of the verb in practice. Trong phần này chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với thì quá khứ đơn của động từ trong ngoặc. Number one, the school raised nearly $5,000 after the charity days. Trường sẽ gây trường gây được quỹ là 5.000 đô gần đây sau cái ngày từ thiện, right? Number two, my friend and I here not clean up last weekend. Đây là dạng phủ định của thì quá khứ last weekend. Như vậy chúng ta sẽ mượn trợ động từ didn't clean up. Right, my friend and I didn't clean up the local park last weekend. Bạn tôi và tôi dọn dẹp công viên địa phương vào cuối tuần trước. Number three, last summer. Okay, my brother volunteered at the local food kitchen and helped prepare food and do the dishes. Mùa hè năm ngoái, last summer. Anh trai của tôi đã làm tình nguyện ở một cái quán ăn địa phương, okay, và đã giúp đỡ chuẩn bị thức ăn và rửa chén, do the dishes, rửa chén, okay. Number four, we donate sweaters, coats, and socks to poor children last winter. We donated sweaters, coats, and socks to poor children last winter. Chúng tôi đã quyên góp gì? Khăn choàng, áo lăn, khăn choàng, tắc cho trẻ em nghèo vào mùa đông năm ngoái. Number 5. They organized a fun run last month. Did they organize a fun run last month? Họ đã tổ chức một cái cuộc chạy gây quỹ vào tháng trước. Như vậy trong câu có gì? Có gì? Last weekend. Last summer. Okay. Last winter, last month là những cái gì? Những cái time marker, okay? Những cái mốc thời gian đã diễn ra trong quá khứ và kết thúc ở quá khứ. Những hành động đã diễn ra trong quá khứ và kết thúc ở quá khứ thì chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn, okay? Các bạn lưu ý ha. Now B, underline the mistake in each sentence. Write the correct word on the line. Chúng ta sẽ gạch dưới những cái lỗi cho mỗi câu và điều chỉnh lại cho đúng nhé. Number one, less having, no, less have, a charity car wash. Sau less sẽ là bare infinitive, right? Hãy tổ chức một cái hội từ thiện, rửa xe gây quỹ, okay? Number two, I think we should helping, no, I think we should
help homeless animal in our town. Help, ok. Sau should là gì? Be infinity. Tôi nghĩ là chúng ta nên giúp các động vật vô gia cư, các động vật hoang dã, có các động vật hoang ở thị trấn của chúng ta, right? Number three, how about we organize a craft fair? How about we organize? No. How about we organize? Cấu trúc gì? How about cộng với chủ ngữ, cộng với động từ ở dạng simple present. Okay. Number four, how about put? No, how about putting? Right, how about putting run for fun on the poster? Thế còn việc đặt cái chữ run for fun lên bảng affix thì sao? Okay, cấu trúc how about cộng với verbing, right? Number five, let's not having a bake sale. No, let's not have. Cấu trúc gì? Let's not cộng với be infinity. Không có tổ chức cái hoạt động bán bánh gây quỹ. Ok, đừng có tổ chức hoạt động bán bánh gây quỹ. Ok. Good job everyone. Now let's move on to the next part. Now, the last part is pronunciation. I circle the words that had the underlined part pronounced differently from the other. Phần này chúng ta sẽ khoanh tròn từ mà nó có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại. Right? Number one, fun, bad, put, run. So C is different. Alright, different from the others. C put ở đây được phát âm là U. Ba từ còn lại là âm ơ. Âm ơ, ok. Fun, bad, run, right? Number two, here, work, bake, play, sell. So here, work, âm O, A, đúng không? Còn đây là bake, A, play, A, sell, A, ok. Three, lived, raised, picked, organized. Which one? Pick, pick. Cái này, ed được phát âm là t. Ba từ còn lại, ed được phát âm là d. Alright? Now B, circle the words that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Khoanh tròn từ mà nó có phần trọng âm được khác với những từ còn lại. Number four, organize, volunteer, decorate, charity. So which one? Volunteers. Trọng âm được nhấn ở cuối. Ok, ba từ còn lại. Trọng âm nhấn ở đầu. Organize, decorate, charities. Ok. Number five, event, talent, flower, money. So which one? Event. Trọng âm nhấn vào và âm tiết thứ hai. Còn B, C, D trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên. Talent, flower, money. Here, event. So we choose A. Six, children, poster, kitchen, donate. D, donate. Trọng âm nhấn vào âm tiết thứ hai. Ba từ còn lại, trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên. Right, children, poster, chicken. Now let's check. Good job, everyone. Easy, right? So now we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye!